Cửa xin chân thành là thật đại yêu thương của những thân hoa thiên thống người được đặt tại cửa văn. Cửa văn xin mến chúc tất cả các thành viên họ và toàn thể quý vị khách quý thân thiện sức khỏe, tổ chức buổi tiệc thật hoa hoa mỹ với một chương trình nhân văn vui vẻ thật vui tươi quên được người thân yêu của mình. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và tiếp đón chương trình văn nghệ trong ngày vui hôm nay.